Cả tuần sống khỏe cùng máy ép chậm Sunhome Mama SHD 5505. Đầu tiên, hãy lắp cối ép vào thân máy sao cho điểm màu đỏ bên dưới ngang với điểm màu đỏ trên thân máy. Sau đó lắp trục ép vào vị trí chính giữa của lưới lọc. Cuối cùng là lắp ống tiếp nguyên liệu vào trong phần thân máy và xoay theo chiều kim đồng hồ đến khi điểm màu đỏ trên ống ngang với điểm màu đỏ trên thân máy. Kết nối máy với nguồn điện và chúng ta có thể sáng tạo những loại nước uống mát lành, giàu dinh dưỡng cho cả tuần rồi. Thứ hai, khởi động với nước ép dứa bắt đầu cho một tuần mới đầy hứng khởi. Thứ ba, nóng nực, loại bỏ hạt cứng ở đào và cùng làm một cốc nước ép đào chua chua, ngọt ngọt, thanh thanh, tự nhiên. Thứ tư, bổ sung dinh dưỡng với nước ép bưởi thơm ngon nhờ máy ép chậm Sunhome Mama giữ nguyên chất dinh dưỡng, hương vị trong hoa quả, giúp bù khoáng chất và tăng cường sức đề kháng. Thứ năm, đổi món rau củ, thêm nguồn dưỡng chất cho cả gia đình từ nước ép cà rốt. Thứ sáu là một ly nước ép dứa cần tây để thanh lọc cơ thể, giảm cân đẹp dáng. Nếu máy ép thường không thể ép được rau củ nhiều xơ, thì máy ép chậm Sunhome Mama SHD 5505 hoàn toàn làm tốt nhiệm vụ này. Cuối tuần thư giãn với một ly nước ép táo nguyên chất, đảm bảo nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho sức khỏe. Tiếp thêm nguồn năng lượng, cân bằng cuộc sống mỗi ngày, thổi làn gió tươi mới cho bạn sức sống tràn trề, để cả tuần luôn hứng khởi và nhiệt huyết.